Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sàn giao dịch Bybit. Và trong khoảng thời gian này thì mình nghĩ là anh em chúng ta đã chuẩn bị thời gian để nghỉ Tết ta rồi ha. Sẵn khoảng thời gian nghỉ Tết ta này thì mình cũng muốn mang đến cho các bạn một cái sự kiện về trading ở trên Bybit, để cho anh em nếu dịp Tết có rảnh hoặc là dịp Tết có cái điều kiện thì chúng ta có thể tham gia cái sự kiện này. Thì cái sự kiện hôm nay chúng ta sẽ có đó là cuộc thi giao dịch phái sinh. Và cuộc thi này diễn ra trong vòng 1 tháng lần ha, 30 ngày, với tổng cái bùn thưởng lên đến là 50.000 USDT. Hiện tại thì sự kiện này nó đã diễn ra khoảng 2 ngày rồi ha, tính từ thời điểm mình làm video. Thời gian bắt đầu của nó từ 15 tháng 1 cho đến là 15 tháng 2 năm 2023 ha. Về thể lệ và về quy định của cái sự kiện này như thế nào thì đầu tiên chúng ta sẽ có là thời gian của sự kiện ha. Về cái thời gian chi tiết hơn của sự kiện thì sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 16 tháng 1 cho đến là 9 giờ tối ngày 16 tháng 12. Đây sẽ là cái thời gian đăng ký ha, và giờ này nó sẽ tính theo giờ Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ có là thời gian thi đấu từ 7 giờ sáng ngày 16 tháng 1 và đến 9 giờ tối ngày 16 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái mốc thời gian ha, đó là mốc thời gian đăng ký và mốc thời gian bắt đầu thi đấu trading. Và cái khoảng thời gian đăng ký thì nó sẽ mở cho các bạn để đăng ký trước một ngày. Nên là cái cuộc thi này nó bắt đầu thì các bạn có thể là đăng ký tiếp cái cuộc thi phía sau, nó liên tiếp như vậy. Rồi, về điều kiện đăng ký thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị đó là ít nhất 100 USDT hoặc là USDC ha. Về giao dịch thì chúng ta sẽ có thể giao dịch bất cứ những cái đồng tiền điện tử, những cái đồng coin nào mà Bybit cho phép và list ở trên Bybit ha. Nên là ở cái sự kiện này chúng ta không bị giới hạn ở những cái đồng coin, ở những cái cặp giao dịch, các bạn có thể tự do giao dịch ha. Tiếp theo về chi tiết của sự kiện thì chúng ta sẽ có là những người tham gia sẽ cạnh tranh cho BNL cá nhân, tức là cái phần trăm lợi nhuận cá nhân cao nhất ha. Thì chúng ta sẽ tranh top các bạn xếp hạng này. Người tham gia có thể giao dịch với bất kỳ hợp đồng USDT và USDC nào có sẵn trên Bybit. Đó thì ở cái sự kiện này nó sẽ không giới hạn cho chúng ta giao dịch những cái đồng coin, mà nó sẽ giới hạn cho chúng ta những cái cặp giao dịch ha. Đó là cặp giao dịch trên USDT và USDC. Đó, các bạn lưu ý ở cả hai cái cặp giao dịch này. Tiếp theo về cách tính bảng xếp hạng như thế nào thì chúng ta sẽ có là nếu khối lượng giao dịch trong các loại tiền điện tử không đáp ứng yêu cầu về khối lượng thì phần trăm BNL của tiền điện tử có khối lượng cao nhất sẽ được liệt kê trong bảng xếp hạng. Tức là khi chúng ta tham gia giao dịch ở trong sự kiện này với mỗi đồng coin khác nhau thì các bạn sẽ cần phải có đó là cái khối lượng giao dịch cơ bản ha. Về cái khối lượng giao dịch cơ bản ở trong sự kiện này thì chúng ta phải cần đạt đó là 30.000 USDT hoặc là 30.000 USDC ha. Đó, các bạn giao dịch như thế nào miễn sao chúng ta đạt đủ cái khối lượng giao dịch này và các bạn có cái phần trăm BNL, cái phần trăm tỷ lệ lợi nhuận cao thì các bạn có thể tham gia vào bảng xếp hạng ha. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn không đủ cái khối lượng giao dịch mà cái phần trăm lợi nhuận của các bạn cao thì các bạn không có thể nhận thưởng được. Chúng ta vẫn có thể tham gia các bạn xếp hạng được nhưng mà các bạn không có thể nhận được phần thưởng ha. Khi nào đáp ứng được các yêu cầu về khối lượng giao dịch ở trong cuộc thi thì các bạn mới có thể nhận được phần thưởng. Nên là khi tham gia thì các bạn cần phải lưu ý cái khối lượng giao dịch này ha. Rồi, và chúng ta sẽ có thêm một số trường hợp về tranh chấp, đó là nếu như hai người tham gia có cái tỷ lệ lợi nhuận nè hoặc là cái tỷ lệ hiệu quả giống nhau thì cái phần xếp hạng cuối cùng sẽ được xác định bởi tổng khối lượng giao dịch của họ ha. Đó thì nếu như phần trăm lợi nhuận và phần trăm hiệu quả giống nhau thì sự kiện sẽ tính đến cho các bạn về cái khối lượng giao dịch ha. Và cái khối lượng giao dịch các bạn thì cần phải đạt đủ cái khối lượng tối thiểu, đây là 30.000 USDT hoặc là 30.000 USDC. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ có về cái phần trăm lợi nhuận đạt chuẩn bằng cái tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của một loại tiền đã đạt được yêu cầu về khối lượng giao dịch ha. Đó thì ở đây sẽ có một cái công thức để chúng ta có thể là tính được cái phần trăm lợi nhuận đạt chuẩn BNL. Và chúng ta cần phải có cái phần trăm BNL đạt chuẩn này để có thể tham gia được vào cái bảng xếp hạng sự kiện. Và khi tham gia thì chúng ta sẽ cần phải có những cái phần trăm lợi nhuận cũng như là cái khối lượng giao dịch nó đạt chuẩn thì chúng ta mới có thể là nhận được phần thưởng ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến về phần tiêu chí giải thưởng thì tổng giải thưởng cao nhất ở trong sự kiện này sẽ có bùn thưởng là 50.000 USDT ha, và kết quả cuối cùng sẽ được hiển thị ở trên trang chính sau khi được xác nhận. Và bảng xếp hạng của sự kiện này thì sẽ được cập nhật liên tục mỗi ngày ha, nên là những cái kết quả mỗi ngày đó thì nó sẽ không phải là cái kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng sẽ do sự kiện công bố cũng như là cái thời gian sự kiện kết thúc. Đó thì sau khi thời gian sự kiện kết thúc và sàn Bybit công bố kết quả của bảng xếp hạng thì lúc đó chúng ta mới biết là cái kết quả cuối cùng như thế nào ha. Rồi, về giải thưởng sẽ được cộng cho những người chiến thắng cao nhất theo cái tỷ lệ BNL cá nhân, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cá nhân ha. Và nó sẽ được dựa trên tổng số người tham gia và giải thưởng đã mở khóa. Phần này cũng khá là quan trọng ha, chúng ta kéo lên trên khi các bạn vào cái trang sự kiện này. Các bạn sẽ thấy được về số lượng người tham gia ha. Và ở đây nó sẽ có nhiều cái mốc khác nhau từ 501 nè, 1001, 1501 ha. Nó cứ tăng dần lên. Và số người tham gia sự kiện này tăng càng nhiều thì chúng ta sẽ có cái bùn thưởng càng lớn ha. Ví dụ như 501 người tham gia thì chúng ta sẽ có cái bùn thưởng là 3.100 đô. Còn với 1.001 người tham gia thì chúng ta sẽ có cái bùn thưởng là 4.050 đô. Và cứ như vậy cho đến là người thứ 3.501 trở lên tham gia thì các bạn sẽ có cái bùn thưởng đó là 11.500 đô ha. Và tổng những cái bùn thưởng ở trong sự kiện này lại chúng ta sẽ có cái bùn thưởng là 50.000 USDT. Đó là những phần thưởng trả cho chúng ta, trả cho những người đạt top bảng xếp hạng thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng người tham gia sự kiện này ha. Số người tham gia càng nhiều thì chúng ta sẽ có cái bùn thưởng càng lớn và chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng càng nhiều.
Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một số tiêu chí nữa, đó là để được trao thưởng thì những người tham gia phải có cái tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong bảng xếp hạng, cần phải đáp ứng cái khối lượng giao dịch ha. Đó thì anh em mà chúng ta tham gia giao dịch và lọt vào top bảng xếp hạng thì các bạn phải đủ cái điều kiện, đó là có ít nhất một cái đồng coin phải đạt đủ cái khối lượng giao dịch tối thiểu là 30.000 đô ha, 30.000 USDT hoặc là USDC. Rồi và cuối cùng đó là tất cả những người dùng đạt khối lượng giao dịch tối thiểu tức là 30.000 đô sẽ nhận được đó là 5 USDT Airdrop ha, ngoại trừ là top 100 ở trong bảng xếp hạng. Đó thì ở cái sự kiện này chúng ta chỉ cần đạt được cái khối lượng giao dịch tối thiểu là 30.000 đô thì chúng ta sẽ có thể ăn chắc được cái phần thưởng Airdrop 5 đô ha. Rồi và nếu như các bạn nhận được phần thưởng thì phần thưởng sẽ được trả trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả ha. Và người chiến thắng có thể rút tiền ngay sau khi nhận được giải thưởng. Còn về công thức tính PNL, tính phần trăm lợi nhuận thì chúng ta sẽ có cái công thức đó là PNL bằng lợi nhuận chia cho vốn sở hữu ban đầu cộng với số tiền gửi nhân với 100% ha. Đó thì các bạn có thể tính phần trăm lợi nhuận qua cái công thức này ha. Và về chi tiết cái công thức này thì các bạn có thể đọc ở cái phần dưới đây. Đó về cái số tiền nạp này, số tiền rút này hay là cái lợi nhuận cái vốn sở hữu ha. Rồi và cuối cùng chúng ta sẽ có thêm một số cái điều khoản điều kiện mà các bạn cần phải quan tâm ở trong sự kiện này. Đó là trong cuộc thi thì bất kỳ người dùng nào có cái lệnh hủy hơn 10 lệnh mỗi phút thì sẽ có thể bị loại ha. Rồi và nếu như có nhiều người cùng có chiến lược giao dịch tương tự nhau giống nhau thì chỉ có những người có tỷ lệ PNL, tỷ lệ lợi nhuận cao nhất sẽ được tiếp tục tham gia cuộc thi ha. Rồi vậy thì tổng hợp lại ở trong sự kiện này thì đây sẽ là một cái sự kiện giao dịch future ha. Và các bạn có thể giao dịch bất cứ những cái đồng coin nào mà được Bybit cho phép ở trong future. Về những cái cặp giao dịch thì chúng ta sẽ giao dịch những cái cặp trên USDT, USDC ha. Về khối lượng giao dịch tối thiểu chúng ta cần phải đạt được đó là 30.000 đô. Và khi các bạn đạt được cái khối lượng giao dịch tối thiểu này thì chúng ta sẽ được airdrop đó là 5 đô ha. Còn những người dùng lọt vào top bảng xếp hạng thì chúng ta sẽ có thể nhận được cái phần thưởng tương ứng với cái thứ hạng của các bạn ở trong bảng xếp hạng ha. Và những cái phần thưởng này nó cũng tùy thuộc vào cái số lượng người tham gia trong sự kiện. Số lượng người tham gia càng nhiều thì chúng ta sẽ có thể ăn chia được cái bun thưởng càng cao. Và tổng cái giải thưởng ở trong sự kiện này sẽ là 50.000 USDT. Và để tham gia được sự kiện này thì tất nhiên chúng ta sẽ cần phải có một cái tài khoản Bybit ha. Nếu mà anh em nào chúng ta chưa có tài khoản Bybit thì các bạn có thể đăng ký qua đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi các bạn vào trang sự kiện này chúng ta sẽ thấy cái nút đó là đăng ký ngay ha. Các bạn nhấn vào đây. Thì sau khi đăng ký thành công thì chúng ta chỉ cần tham gia trading, tham gia đủ những cái điều kiện mà sự kiện này nó đưa ra thôi ha. Và hiện tại thì sự kiện này còn đang rất là ít người tham gia nên là cái tỷ lệ chúng ta tham gia mà lọt vào top bảng xếp hạng nó cũng khá là cao ha. Rồi và còn lại thì nếu có thắc mắc gì thì anh em có thể để lại comment phía dưới. Và sự kiện này nó mới chỉ bắt đầu thôi và nó kéo dài trong vòng tận 1 tháng nên là anh em có thể thoải mái tham gia ha. Ok thì video của mình xin kết thúc tại đây, và nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.